Ok, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi Home Depot nè. Bây giờ tối rồi thì mình vô Home Depot mình pick up đồ nha. Thì sẵn tiện mình quay cho các bạn biết là Home Depot nó như thế nào luôn. Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chỗ này là chỗ mà để mà sửa nhà cửa rồi trồng vườn nữa các bạn. Thì cái chỗ này gọi là Home Depot. Thì mình sẽ đi một vòng với các bạn coi cái chỗ Home Depot này nó như thế nào nha. Dãy cây để trồng nào, cái này là dãy cây ha. Này cây thiệt á nha mấy bạn, chứ phải cây giả đâu nha. Cây thiệt á, này trồng trong nhà cho nên cây nó lá nó bóng bóng bóng. Bóng bóng. Này. Là cái này giống lá bạc lắm không ha, giống lá bạc vậy á, to bự giống lá bạc chi hệt luôn. Còn này là gì, này là gì đây, bao tai, bán bao tai nè. Bên Việt Nam mình á thì có một cái số chỗ như là chợ Bà Bầu hay gì, người ta hay bán cái đồ sửa nhà cái chỗ nhỏ nhỏ, còn đây nó tập trung vào vài chỗ thôi này. Home Depot là chỗ lớn nhất á, sửa nhà hay là bất cứ một cái gì nó đều là Home Depot hết, ra đây mua hết á. Gì đây, clean, chùi dầu chùi mỡ đó, rất là nhiều loại, mà mấy cái loại giết mối, dán mối nè, sờ mai nè, xịt mối. Còn đây mối dữ lắm bạn, tại vì nhà ở đây người ta là nhà gỗ cho nên rất là nhiều mối đó nè. Con bọ xinh xanh nè, bọ Nhật Bản nè, rồi con mai mà mai nhện nè, nó mấy con bộ cánh trắng nè, rồi có nhộm nữa, nó diệt được rất là nhiều loại nha. Nó này đồ xịt, các bạn muốn mua mấy cái này các bạn ra đây mua. Cái này là dây mà để mà truyền ga cho cái mấy cái bếp đó các bạn. Cái loại này truyền ga nè, nó có chỉ hướng dẫn rất cụ thể nha. Nó cách làm như thế nào, cách làm như thế nào, gắn rồi tùy loại nữa. Cái này mua tùy loại nha, loại lớn loại nhỏ nha các bạn, cẩn thận mua không mua lộn, không là đổi. Đây là cái gì đây, chạy tú xua ta lua vậy. Ồ, cái này giống như là cái này đồng hồ chỉnh ở trong nhà các bạn, ví dụ như mấy nhà tự động người ta có xoay cái này nè đó. Đó, mình xoay nè thấy không, chỉnh nhiệt độ trong nhà, đồ chỉnh nhiệt độ trong nhà nha. Đó, nhiệt độ vào thứ năm vào lúc mấy giờ nó sẽ chỉnh nhiệt độ lên xuống đó, chỉnh gì đó, xoay xoay mấy cái chỉnh. Thì đây có rất là nhiều cái loại cái công tắc đó, nhiều công tắc này cũng vậy nè, nhấn lên nhấn xuống đồ này nọ đó, mở quạt nè, tự động mở lên làm tự động, rồi heat mode nữa, có heat mode nè, nè lạnh hay là nóng. Thì nhiều thứ cho các bạn lựa chọn nha, nè đó, màn hình đồ. Cái này đối với bạn biết là cái gì nha, mấy cái này là để gắn trong mấy cống khói á, không từ trên từ nhà ly lên cống khói nè, nó bán nè, chứ không phải là chế như bên Việt Nam đâu. Bên Việt Nam mình là cái gì mà thấy không được cái tự chế, mua về rồi chế, có chỗ của mấy cái anh đó chế thì giá là bạn coi nè, 9.98 cây nè. Tại vì dạo này đồ Trung Quốc nó bị tính thuế á, cho nên nó rất là mắc các bạn. Tại vì nhà vật liệu mà xây nhà bây giờ đó, nó rất là mắc đó, ông Trùm đánh thuế đó. Đó, mấy cái co nè, mấy con thì bên Việt Nam mình thấy không, con khói nè, bạn thấy không nè, đó, thổi ra đây nè, mình gắn với đít đó, cũng lét à, còn nhôm cũng lét à, 7.40. Còn đây là cái máy nước nóng các bạn, quà này to quá ta, rất là to nha. Máy nước nóng đây nó bán đủ hết rồi, máy nước nóng này là giống như là gắn một cái trong nhà thôi. Này các bạn có Honeywell nè, Honeywell
thì cái máy này thường là gắn một cái trong nhà thôi để mà nó làm việc là giống như là nước nóng nước lạnh ở trong nhà đó là từ cái bình này ra hết. Nó coi như là nó sẽ đốt coi như là quanh năm luôn, quanh năm suốt tháng luôn, đốt lửa dưới đất này nè. Đốt lửa dưới đây nè. Dưới này nóng lắm. Đó. Thì nó đốt quanh năm suốt tháng luôn để các bạn có nước nóng và nước lạnh luôn. Đã điều hành hết nguyên cái nhà này về nước á. Giờ tới quầy tủ lạnh nè. Trời ơi, tủ lạnh 3.398, coi hiểu gì đi. Kitchen A, hiểu Kitchen A. Mình coi mà tủ lạnh coi. Sao có đèn gì vậy? Không lắm mấy bạn. Mấy cái cửa này người ta gọi là cửa French door nè, cửa kiểu Pháp. Nó mở hai bên vậy. Đó. Coi bạn coi dưới này. Chỗ này để ra hết sảy, hết sảy con vào bảy luôn. Nè, microwave. Ở Mỹ này nhà mà không có microwave là không ổn nha các bạn. Cực kỳ cần microwave luôn. Ồ, cái này cái lồng. Lồng to quá nè, này để được 2-3 cái chén luôn. Đó. Ở đây ăn uống đồ ăn nhanh không các bạn. Như, như sáng là microwave, trưa microwave, tối mai cũng microwave luôn. Ồ, thì đây là tủ nè các bạn. Mấy cái màu trong tủ nè, có màu champagne nè. Sao màu vậy? Có màu champagne nè, màu cà phê nè. Đó, màu espresso ha Việt, màu mật ong nữa, màu tự nhiên, mấy cái màu nè. Cho mấy bạn lựa, lựa cho mấy cái hàng cái tủ nè. Các bạn thiết kế, tự thiết kế luôn. Bạn mua cái tủ này tự nó tự lắp ráp luôn. Nó có giá nè, thấy không? Nè, nó cho mượn tiền để mà mình gắn luôn các bạn. Trời mờ quá vậy. Để nó xíu nha, ok. Đây, bạn thấy không? Nó cho mượn tiền luôn nè, 94 đồng, 84 tháng trả góp á. Mà mỗi tháng trả 94 đồng, nó như mượn 5.000. Rồi đây là mình tới cái chỗ bán giò nước nè. Châu mẹ ơi, giò nước gì đâu mà nó dài. Cái loại này mắc lắm mấy bạn, cái loại này nhập từ Trung Quốc nhiều. Mắc lắm, 209 đồng. Hòa, 4 triệu một cái giò nước. Đây là 219 đồng. Thì mình, cái nhà của mình á, là mình mua cái loại rẻ lắm, là 200 mấy á, mà như giờ hết bán rồi sao các bạn. Nè các bạn coi đi, cái loại giống giống gì nè, 199 đồng nè, thấy không? Đó, các bạn thấy không, kéo kéo xuống xịt xịt xịt. Nhưng mà này là cái chỗ để đựng xà bông, là nhấn nhấn vô nè, nó thì nó treo tuốt trên trời vậy đó, ai lùng là khỏi lấy luôn. Trời ơi, khu lung linh mấy bạn ơi, lung linh luôn. Chỗ này bán chuyên bán đèn nha, các cái đèn trang trí nè. Wow, sáng quá chói cả mắt. Đó, có cái gì nè, dạ, nóng quá vậy. Rồi gì, dạ, nóng quá vậy. Phỏng tay luôn nè, đó, mấy cái cục gì nè. Trời lên trời xuống nè, giống đèn ngủ á. Đổi màu luôn. Ghê. Đèn gì ớn gì. Rồi, nè, đèn này, đèn ngoài sân nè. Đó, đèn này, đèn trong nhà nè mấy bạn. Đó, chỉa, muốn chỉa đâu chỉa, nè, chỉa vô mặt luôn nè, đó, chói quá. Chỉa đây chỉa. Quạt nữa nha, ngồi đây bán quạt luôn nha. Đây nó trưng bày là toàn, nó ghi giá sẵn luôn. Ví dụ như cái quạt này đi, cái cánh nó xải rộng 68 inch, nó bán 229 đồng. Thì đèn này á, nó bán 24 đồng 97. Coi như là khắp mọi nơi đều có giá luôn nè. Ví dụ như bạn chọn cái đèn này đi, nó là 52 inch, mà 74 đồng. Thì mình nhìn xuống dưới này đó, thì mình lấy nó nè, mình lấy đây nè, mình lấy đó, mình nhìn xuống cái dưới nó để hàng dưới á, là mình lấy hàng này, hàng trên là hàng chân thôi. Mấy cái hàng trên đầu này là chân thôi nha mấy bạn, chứ không phải là kia đâu. Nhưng mà lâu lâu á, mình có thể là nói là mình mua cái hàng chân á, thì nó lại giảm giá cho mình hơn nữa. Nó cái đó cũng là một cái kinh nghiệm á, bán hàng chân, mình mua hàng trưng bày thì nó lại rẻ hơn cái hàng mới. Cô Nga đang ngắm gì? Ngắm gì cô Nga? Cô Nga đang ngắm cái xinh nha mấy bạn. Ôi mình rất là ghét cái sinh này nha. Cái sinh mà chia làm hai mình không thích. Mình thích cái sinh mà nó dính liền vậy nè, nó dễ chùi rửa à. Thôi ha, mấy cái mà sinh này nó khó chịu lắm các bạn, chật chội lắm. Đó, cái sinh mà sinh bự như nó mới sướng. Rồi rực rỡ ánh đèn, rực rỡ. Ồ, vũ trường luôn. Chớp. Đó, đổ màu nữa kìa. Dữ không? Đó. Nè đèn mà để treo trong nhà nè, mấy cái đèn nhỏ 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 trang trí á, nhiều lắm các bạn. Nó đi bô này hầu như là bán mấy đồ mà để xây sửa nhà mà, cho nên là cái gì nó cũng có đó.
đó, mấy đèn trang trí nè. Ui, như lâu đài từ ngày đó. Có chuyện trần gian không? Chắc là không. Hóa dữ luôn. Ủa đây nó bán rèm cửa nè mấy bạn. Ui, đó, nó bán rèm cửa, nó bán bộ nha. Vô 11 đồng, 97, 1 đồng 97. Nó bán mấy cái rèm cửa nè. Nó chưa trong nhà mấy cái rèm cửa vậy nè mấy bạn. Đó, một cái vậy coi. À, nè nó làm cho phòng cái mức độ mà phòng nó tối nè, room darkening nè, thấy không? Custom cut install dụ như là như là nó có nghĩa là cái này nó dài quá, mấy bạn thấy nó dài không? Dài tuốt như này luôn. Thì mình chỉ ở đây nó giúp mình cắt. Đó, mình đo cái cửa nhà mình sao cái mình cắt. Mình cắt khúc đây hay là khúc như này. Đó, mấy bạn muốn cắt xong mấy bạn hú nó một cái nó cắt. Thì nó có nhiều mấy cái loại lắm. Đó. Nè cái loại này nó hơi sọc. Hơi trơn nè, màu này màu sữa nè. Đó. Rất là nhiều. Đây. Cái này đây. Cái này người ta gọi là laminate. Đó. Không, cái này gỗ mấy bạn ơi, phải laminate. Gỗ mắc tiền laminate nè. Cái này là người ta lót sàn nhà đó nha các bạn. Ở Mỹ này người ta là lót sàn nhà, người Mỹ người ta thích gỗ với lại laminate lắm này. 2 đồng 99 nè. Là một square feet đó nha. Là có nhúm đây nè. Khoảng nhúm như đây thôi là 2 đồng 99 á. Gỗ mắc tiền lắm. À, tại vì nó bền, với lại nó không có bị sức nứt mẻ như là laminate. Laminate á, để coi mình coi laminate là nào nha. Laminate á thì nó mỏng lắm nè. Đây nè. Laminate nè các bạn. Rất là mỏng. Đó, nó mỏng lép nè. Bạn thấy nó mỏng không? Nó có nhiều inch á. Thì cái này inch nhỏ lắm. Đó, nó cong veo nè. Các bạn có thấy không? Nó bẻ nó cong luôn nè, không? Nó không có chắc như là gỗ nè. Các bạn coi gỗ nó dày lắm nè. Dày cui nè. Dày rất là dày. Không sợ bể gãy luôn. Cho nên là nó mắc tiền hơn. Ok, thì đây nè. Là gạch. Đó, gạch. Thì người Việt Nam mình thích gạch lắm. Tại vì gạch đó nó rất là dễ chùi rửa, rồi dễ thay nữa. Ví dụ như gạch đó, hư cục nào đó, hư cục này đi, ví dụ hư cục này đi, nó nứt đường thì mình mua cục này, hay vô mua cục giống vậy nè, mình lắp vô nó thì nó rất là dễ nè. Với vậy giá nó cũng rẻ hơn gỗ nữa, tại vì gạch đó thì nó linh động hơn, đó, nó cũng cứng mà dễ chùi rửa nữa. Gỗ mà bạn lỡ mà bạn kéo ghế hay gì á, bạn chày một cái thôi là bảo đảm là khó mà làm cho nó bằng lại. Không, còn gạch nó gãy ok không gì đâu, mà em mua cục khác. Cục nè cục nó tính 1 đồng 19 ha, ví dụ vậy. Thì đây thì người châu Á mình chuộng cái việc là mua gạch hơn là mình đi mua gỗ hoặc là laminate. Không, mà gỗ đã thì mình thích gỗ hơn là gạch, nhưng mà nếu như mà mình lót gỗ thì dễ chạy quá. Cho nên là mấy cái nhà của mình á, mình lót gạch không à, mình ráng sao mình lót gạch nó bền hơn. Này là gì vậy? Này chai nước hả? Nó bán sao? Này nó bán là 98. Mà hôm bữa mình mua là kia mua là 4 đồng sale. Không, này khác mà không? Này thấy đẹp hơn nè. Nè. Này mới hơn. Ừ, nhìn đẹp hơn á. Kia của mình bữa mua cũ á. 9 đồng 88 mỗi cái. Này là gì, dao luôn trời, dao đủ màu vậy. Quá trời. Dao này mấy bạn. Rất nhiều loại dao nha. Cushioner thì nó tốt lắm nha. Kể cả cái máy xây sinh tố của nó nữa. Rất là tốt. Này là gì, ở bồn cầu nè. Đó. Thích thì lên ngồi thôi. Bồn cầu. Này gì đây? À, đựng dầu tắm đồ này nọ. Mấy cái lọ này, nó bán mấy lọ nhìn đẹp không? Má dữ luôn. Rồi thôi nha, mình về nha mấy bạn. Tối rồi, mình giờ mình phải về mua bánh mì rồi mình ăn nè. Đó, cho mấy bạn đi một vòng nữa đó. Ok, bye bye, hẹn mấy bạn với clip lần sau nha.